Ngày 19 tháng 8, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện công trình cải tạo nâng cấp đường tỉnh 435 và một số dự án đầu tư tại huyện Tân Lạc. Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 435 có điểm đầu là ngã ba xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, nối với điểm cuối là xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc. Tuyến đường có tổng chiều dài trên 21 km với tổng mức đầu tư 756 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 20 tháng 7 năm 2018. Đến nay đã cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu và đạt khoảng 80% khối lượng làm nền. Trong quá trình thi công, việc giải phóng mặt bằng cơ bản thuận lợi, song vẫn còn hai hộ chưa thực hiện giải phóng mặt bằng do chưa xác định được nguồn gốc đất đai. Tiến độ thi công trên toàn tuyến chậm do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã dẫn đến tình trạng sạt trượt một số vị trí mái ta luy, bồi lấp, rãnh dọc, sói lở nền đường trên tuyến. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã thông tin tới đoàn công tác về tiến độ triển khai thực hiện một số dự án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại địa bàn xã Ngòi Hoa. Tuy nhiên đến nay, tiến độ thực hiện còn chậm so với cam kết ban đầu do chưa nhận được sự đồng thuận từ phía người dân. Kết luận buổi kiểm tra, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Tân Lạc, đơn vị thi công khẩn trương khắc phục những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình cải tạo nâng cấp đường tỉnh 435, đảm bảo theo kế hoạch. Dự kiến ngày 31 tháng 12 năm 2019 sẽ hoàn thiện xong phần nền, đến cuối tháng 6 năm 2020 sẽ hoàn thành dự án. Riêng việc sạt trượt một số vị trí mái ta luy, sói lở nền đường trên các tuyến đang thi công cần kịp thời xử lý để không làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân cũng như tiến độ công trình.